Bí mật TikToker tập 50. Ngô Ngọc Hòa. Họ và tên? Ngô Ngọc Hòa. Cung hoàng đạo? Cung Thiên Bình. Quê quán? Nghe nói cả hoa xa lắm. Dấu hiệu nhận biết? Chiều cao? Cao 1m60. Hòa tuổi con gì? Là tuổi con người đó. Hòa thích làm gì nhất lúc rảnh? Lướt TikTok, quay lướt TikTok và xem phim. Một tật xấu của Hòa là gì? Được biết. Hòa sợ gì nhất? Là sợ nghèo, thất tiền. Một trend TikTok mà Hòa rất thích. Video nào của Hòa có lượt tương tác khủng nhất? Đây, hơn 30 triệu view và 4 triệu mốt tiền. Video nào của Hòa quay lâu nhất? Cái này, do là chưa có kinh nghiệm nên là quay tới 3 tiếng lắm. Một bài hát mà Hòa có thể nghe cả đời. Gu người yêu của Hòa là giống với TikToker nào? Dân ta. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Hòa muốn đó là món gì? Ăn gì cũng được, để luôn. Một siêu phép thuật mà Hòa muốn có? Biến ra thiệt nhiều tiền. Một nơi mà Hòa muốn đặt chân đến? Hàng xẻng. Tình trạng yêu đương? Đang hẹn hò. Hòa đã trải qua bao nhiêu mối tình? Ba. Hòa thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Đầu tiên thì em có hơi buồn xíu. Sau đó thì em sẽ xóa comment đó đi, không quan tâm tin nữa. Còn những comment nào mà góp ý thì em sẽ đón nhận và rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn. Các bạn hãy cố gắng sáng tạo nhiều nội dung hay và chất lượng. Và còn một điều là đăng video thường xuyên, nó sẽ giúp cho mình có một lượng tương tác nhất định. Còn bạn nào mà không biết edit video thì có thể tìm cho mình một anh người yêu hay mình làm những việc đó giống như mình vậy đó.